Các mác tàu thống nhất tiếp tục khai thác theo kế hoạch, ngoại trừ tàu SE20 xuất phát Đà Nẵng ngày 12 tháng 9 sẽ được bỏ. Hành khách không đi tàu này sẽ được trả lại vé, không thu phí đổi trả vé hoặc bố trí đi tàu khác nếu có nhu cầu. Do tình hình mưa lũ tại miền Bắc, từ ngày 12 tháng 9, ngành đường sắt tạm dừng chạy một số đoàn tàu trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng, chỉ khai thác 4 chuyến tàu mỗi ngày. Các đoàn tàu SB3, SB4 tuyến Hà Nội - Lào Cai vẫn tạm ngừng đến hết ngày 15 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, để đảm bảo quyền lợi cho hành khách có vé tàu bị bãi bỏ, có thể trả vé tại các nhà ga sau ngày tàu chạy tối đa 30 ngày và không mất phí trả vé. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái bị sạt lở, ngập lụt, chia cắt tuyến đường bộ. Hiện tại, để có thể di chuyển vào xã Lâm Giang, phải đi bộ dọc theo tuyến đường sắt. Cũng trong ngày hôm nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã bố trí phương tiện vận chuyển hàng hóa cứu trợ của các tổ chức cá nhân đến những hộ gia đình bị thiệt hại. Ngành đường sắt đã lập tức huy động phương tiện gần nhất là toa xe chở quặng vận chuyển 2,5 tấn hàng là nhu yếu phẩm lên hỗ trợ bà con vùng lũ. Đến 15 giờ chiều nay, hàng hóa đã có mặt tại ga Lâm Giang. Dự kiến trong chiều nay sẽ tiếp nhận hàng chục tấn hàng của bà con khu vực phía Nam để vận chuyển ra Bắc.